đời đời làm heo. Lưu Tiên Sinh là một đại thiện nhân nổi tiếng trong vùng. Ông thường giúp đỡ người già yếu, cũng hay phóng sanh hộ mạng. Wow, con cá này to thật. Đúng rồi, loại cá này càng to thì ăn càng ngon. Tôi mới bắt nó về đó. Coi nè, nó còn rất tươi. Hai người có muốn mua không? Bao nhiêu vậy? 100 đồng chẳng. Gì? Sao đắt quá vậy? Cô xem, con cá to như vậy bán 100 đồng không đắt chút nào đâu. Mùi vị con cá này nghĩ thôi cũng phải là mỹ vị đó. Nào ông chủ, để tôi mua nó. Ồ, đây chẳng phải là Lưu Tiên Sinh sao? Lưu Tiên Sinh, ông không phải là ăn chay à? Sao hôm nay lại muốn mua cá ăn vậy? Không phải đâu, tôi mua nó không phải để ăn. Tôi mua nó để phóng sanh mà. Ồ, ông mua nó là phóng sanh à? Đúng vậy. Cảm ơn ông chủ. Vị tiên sinh này lại có lòng tốt như vậy. Hóa ra mua cá là để phóng sanh. Ông không biết ông ấy sao? Ông ấy là một đại thiện nhân đó, thường mua chim, cá, cua về mà phóng sanh. Phải đó, Lưu tiên sinh quả thật là có tấm lòng Bồ Tát. Ồ, một buổi tối nọ, Lưu tiên sinh gặp một giấc mơ kỳ lạ. Đây là nơi nào? Ai đó? Xin hỏi ông là ai? Tôi là tướng quân Tào Hàn, Triệu Tống. Tào Hàn? Kẻ là tướng quân Tào Hàn thời Bắc Tống à? Phải. Kiếp xưa tôi là một thương nhân sống vào thời nhà Đường. Có một lần tình cờ ghé vào một ngôi chùa kia, vừa lúc pháp sư ở đó đang giảng kinh, tôi liền phát tâm cúng dường trai tăng, còn nghe kinh suốt nửa ngày. Do nhân duyên thiện nghiệp này, tôi đời đời đều là một quan chức nhỏ, cho đến thời Tống lại là một vị tướng quân, cũng chính là Tào Hàn tôi. Thì ra là vậy. Chẳng hay Tào tướng quân tìm tôi có việc gì không? Lưu tiên sinh, tôi nghe nói ông là một đại thiện nhân, nên tôi muốn cầu xin ông hãy cứu mạng tôi. Cứu ngài à? Tôi làm sao mà cứu ngài được chứ? Ngày mai tại chợ, con heo đầu tiên bị đem đi giết thịt chính là tôi. Tôi cầu xin ông có thể thương tình mà cứu tôi một mạng được không? Hả? Con heo bị giết đầu tiên là ngài à? Vì này là như thế nào đây? Ngài chẳng phải là Tào Hàn à? Vì sao lại biến thành heo rồi? Chuyện này kể ra thật dài lắm. Tôi lúc còn làm tướng quân Tống Triều, có một lần cầm quân tấn công Giang Châu, nhưng hồi lâu mà vẫn chưa thắng được. Bẩm tướng quân, thành Giang Châu liều chết trấn thủ, chúng ta tấn công đã lâu mà vẫn không hạ được thành. Một cái thành Giang Châu nhỏ bé mà không biết lợi hại sống chết, dám ngăn cản đại quân ta. Lập tức tập hợp quân đội, toàn lực công thành. Dạ. Chỉ một thành Giang Châu mà đã hại ta mất nhiều tướng sĩ đến như vậy. Đợi sau khi tiến vào thành, ta sẽ cho bọn bay viết tay. Sau đó thành Giang Châu cuối cùng cũng bị phá, mà quân của ta cũng tổn thất nặng nề. Chỉ vì đánh một cái thành Giang Châu nhỏ bé của các ngươi, lại khiến ta hy sinh nhiều tướng sĩ như vậy. Hôm nay ta sẽ vì họ mà báo thù. Người đâu, đem toàn bộ người trong thành Giang Châu này, đem giết hết cho ta. Dân. Hả? Sao ngài có thể làm như vậy chứ? Thật quá tàn nhẫn rồi. Đúng vậy. Bây giờ tôi rất hối hận. Chính vì sát nghiệp của tôi quá nặng, nên bị trừng phạt, muôn đời tái sinh làm heo. Thì ra là vậy. Sát nghiệp nặng nề, tất nhiên phải gặp quả báo. Phải rồi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Lúc trước tôi không tin nhân quả báo ứng, hiện tại biết thì đã không còn kịp nữa rồi. Anh tôi là Tào Bân, khi còn cầm quân không hề giết bừa một ai, kết quả con cháu đều phú quý, mà tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Lưu tiên sinh, ngày mai tôi sẽ bị giết chết, xin ông làm ơn thương tôi, cứu tôi đi. Được rồi, tôi hứa với ngài. Thật cảm tạ ông lắm.
là giấc mơ quái lạ. Sáng ngày hôm sau, Lưu Tiên Sinh liền đi đến chợ. Ông vừa đến nơi liền nghe trong một lò giết heo truyền đến tiếng heo kêu rống rất bi ai. Ồ, có thể là lò mổ heo này. Ta thử đến xem sao. Ông chủ à, xin ông đợi một chút, đừng giết con heo này. Tao ăn. Ông chủ à, con heo này ông đừng giết nó, tôi muốn mua nó. Ông muốn mua con heo này sao? Đúng vậy. Sau khi Lưu Tiên Sinh bỏ tiền mua lại con heo, ông liền đem nó đến phóng sanh ở Tây Viên. Ngươi giờ đã được tự do rồi, đừng để bị tổn hại nữa đó. Lưu Tiên Sinh, sao ông lại ở đây vậy? Tôi vừa mới mua một con heo đem phóng sanh ở nơi này. Hả? Ông mua heo phóng sanh à? Ờ, con heo này không phải là con heo bình thường đâu. Kiếp trước nó chính là tướng quân Tào Hàn của Bắc Tống đó. Chỉ vì sát nghiệp quá nặng mà phải đầu thai làm heo. Hôm qua ông ta báo mộng cho tôi, cầu xin tôi cứu ông ta, cho nên tôi mới mua nó để mà phóng sanh. Thật sao? Chuyện này nghe quá lạ lùng rồi. Nếu không tin, ông gọi tên của nó có thể đáp lại đó. Thật sao? Để tôi thử xem. Tào Hàn, Tào Hàn. Trời, đúng thật đó. Có điều ông ấy đã đầu thai làm heo rồi, sao còn có thể báo mộng cho ông được chứ? Có lẽ nhờ chút phước báo đời trước, ông ta có nghe giảng kinh Phật. Ngay tối hôm đó, Lưu Tiên Sinh lại có một giấc mơ kỳ lạ về Tào Hàn. Lưu Tiên Sinh, hôm nay thật là đa tạ ông. Nếu không thì tôi đã bị chết thảm rồi. Hiện tại tôi ở Tây Viên, sống vô ưu vô lo, thật vô cùng cảm tạ ông. Đừng khách sáo, hy vọng sau này ngài có thể hối lỗi, sớm tiêu trừ quả báo làm heo của nhiều kiếp. Đúng vậy, nếu như tôi có cơ hội làm người lần nữa, tôi nhất định sẽ là một đại thiện nhân giống như ông vậy. À, phải rồi. Nếu bình thường thấy các loài vật bị giết hại giống như ngài đây, thì nên dùng cách gì để cứu thoát chúng? Chỉ có thể nghe được tiếng niệm Phật thì mới có thể tiêu trừ hết khổ nạn. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Xin ông, nếu có thấy loài vật nào sắp bị giết hại thì hãy vì chúng mà thành tâm niệm Phật. Chẳng những có thể giúp chúng giải trừ khổ nạn, mà còn có thể siêu độ chúng thoát khỏi ác đạo. Sau khi trải qua sự việc này, Lưu Tiên Sinh ngày càng tin tưởng vào sự chân thật của nhân quả. Trồng nhân nào gặt quả đó, nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Ông ấy càng thêm kiên định hành thiện tích đức, lại có lòng tin tưởng và quyết tâm phóng sanh, bảo hộ sanh mạng hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.